Xin kính chào quý vị khán giả, rất là vui gặp lại các bạn. Ngày hôm qua hôm kia thì mình có video gửi đàn về Phú Yên, cái càng cái đàn 300S, và ngày hôm nay rất là may mắn lại có thêm một người anh em ở xa ủng hộ mình. Người anh em này thì mình không biết phải là anh em không nhá, tại vì nghe giọng xưng hô bằng anh em, nhưng mà cái giọng mình nghĩ chắc đôi khi là chú rồi, mua cho con gái. Thì chú ở thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Chú chỉ xài điện thoại Nokia, không có biết nhắn tin Zalo, thành ra chú đọc cho mình ghi địa chỉ ở đây ha. Và hôm nay thì mình với sự hỗ trợ của Hình Luân sẽ đọc thùng cái đàn K300S này, cũng như là test nhanh để mình gửi cho chú nha. Mời các bạn quan sát nha. Các bạn đều về ngoài luôn. Đó là phải nóng được. Mình có tặng kèm cho khách hàng cái đàn, cái chân đàn nha các bạn. Đẹp quá. Cặp năm em rất là đẹp. Rồi mở nguồn lên nè. Phím rất là tốt nha. Rất là đẹp ha. Rất là dài. Quá hay ha. Rồi những nút chức năng rất là đầy đủ nè. Sinh ta, sinh tốt luôn nè, hợp âm nè. Quá hay, có chức năng Freeze khóa tiếng. Đây là những chức năng mà nổi trội đó. Khi mà cái người anh hay là người chú này nè gọi điện cho mình để mua đàn thì gọi điện mình thấy rất là dễ thương. Alo, có phải là bên bán đàn không? Mình kêu dạ đúng rồi. Kêu tôi muốn mua đàn organ. Thì mình có hỏi là mua đàn organ gì ạ? À? Loại nào ạ? À? Thì chú có nói là mua cái đàn organ mà có Summer ấy. Mình nghe mình thấy rất là dễ thương. Mình kêu dạ có Summer là K250, K300S hay là K350. Thì chú kêu là 300S. Là cái cây này đây. Có Summer. Summer là gì? Summer là những cái tiếng này nè các bạn. Những cái tiếng bên ngoài đưa vào nè. Không, những cái tiếng đưa từ ngoài vào á, tiếng thật á. Âm sắc hai lớp nha các bạn. Đánh nhẹ nè, đánh mạnh nè, à, nó khác liền. Đánh nhẹ nè, đánh mạnh nè. Đó, đây là chính cái Summer mà chú đã đề cập tới đó nha. Con của chú đang học, đang 18 tuổi thì chắc là kêu bằng chú quá. Rồi, bên cạnh đó thì nhờ có cái Summer thì điệu rất là hay nha các bạn. Tại vì khi có cái Summer á, có những cái tiếng tranh sáo bầu vân vân á, thì cái dữ liệu có sẵn để làm điệu nó sẽ phong phú hơn, nó sẽ hay hơn là mình lấy những cái tiếng giống như là tiếng guitar hoặc là tiếng piano trong đàn thì nghe nó quốc tế rồi. Nếu có tranh sáo bầu thì chắc chắn là cái Summer nghe nó hay hơn rất nhiều. Ví dụ như các bạn nghe cha cha nè. Chà chà tiếp bolero.
cái âm sắc chưa chỉnh nha các bạn, âm sắc gốc. Nếu mà các bạn mua đàn về thì các bạn coi những cái video mình hướng dẫn chỉnh reverb á, thì âm sắc hay hơn rất là nhiều luôn. Chà chà quá chừng. Điện rất là hay. Rock nè. Những cái điệu mà mình hay gặp trong cái âm nhạc của Việt Nam mình á, đi show rồi chơi hội nghị rồi có hết. Các bạn thấy một cái đàn mà giá chỉ có 5 triệu rưỡi mà như thế này thì có phải là quá hời không ạ? Và rất là nhiều tính năng nha các bạn. Singer Top này là những cái tính năng mà vượt bậc rồi. Trong cái mức giá dưới 6 triệu trừ K250 thì không có nào Singer Top cả. Còn Freezy này thì K250 cũng không có luôn nha. Rồi những cái chức năng như Sustain, Mixer, Metronome, Transport, Octa, Harmony, lưu được 4 track trong một band mà có tất cả là 8 band. Trời, chức năng rất là hay. Điệu thì rất là nhiều, tất cả là 205 điệu, trong đó có 25 điệu ngoài luôn. Có 518 âm sắc, trong đó là có 10 tiếng sampler. Cây đàn này thì được bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong 30 ngày. 1 đổi 1 trong 30 ngày là có giả sử như các bạn lấy về đàn, các bạn phát hiện là đàn lỗi, chẳng hạn như các bạn thử phím này, có phím không có kêu, hoặc là loa bị hư hay gì, tất cả cái lỗi gì cũng vậy, thì mình sẽ đổi cho ha. Nhưng mà mình thì rất là kỹ, mình test trước mình mới gửi. Giả sử trúng cây đàn mà không có lỗi, cái đàn có lỗi thì mình không có gửi nha. Có band nè, có nút phá tiếng rất là hay nè. Rồi cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình. Và bây giờ mình sẽ gói cái đàn này để kịp mà giao về ngoài Lạng Sơn. Tại đường xa mình tranh thủ sớm thì đơn hàng được sớm hơn. Nếu các bạn yêu thích bên Thái Âu Music chúng mình, yêu thích cái đàn của mình K300S này, thì liên hệ với mình theo hai số điện thoại màn hình nha. Mình sẽ gửi đàn đến quý vị. Nếu các bạn tin tưởng chuyển phát trước thì mình sẽ có thêm tặng bao đàn này, chân đàn, phí ship cũng như là sách học nhạc. Còn nếu mà các bạn ngại hoặc là các bạn chưa biết cách chuyển tiền trước thì mình cũng tặng cho các bạn chân đàn nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.